Kính chào quý vị, chúc một ngày tốt lành. Bắt đầu từ bây giờ cũng không muộn. Thỉnh thoảng cũng có người nói, tôi đã chú ý đến sức khỏe bản thân như thế mà tại sao tôi lại bị bệnh được chứ? Có những người kiểu nghiện sức khỏe luôn làm nhiều việc để cơ thể không bị bệnh như chú ý vận động, ăn rau hữu cơ, uống nước đã qua máy lọc nước, dùng nhiều loại viên uống bổ sung, vân vân. Nhưng chính họ lại là những người mắc bệnh ung thư. Trong số những bệnh nhân của tôi, có những người luôn cố gắng, nỗ lực đến mức tôi phải đưa ra lời khuyên là anh không cần phải căng thẳng đến thế đâu. Những người như thế mắc bệnh không phải do thói quen sinh hoạt hay ăn uống thiếu điều độ mà là do thiếu điều độ trong tinh thần. Những người lúc nào cũng giữ vấn đề trong lòng thì dù có bảo dưỡng, chăm sóc thân thể kỹ đến đâu thì cũng không thể khỏe mạnh một cách đúng nghĩa được. Bởi những tình cảm tiêu cực như lo lắng, bất an, đau buồn, ghen ghét, tức giận, vân vân, đều sẽ làm giảm sức mạnh của enzyme trong thân thể. Cảm nhận hạnh phúc là điều rất cần thiết để con người có thể sống khỏe mạnh. Điều này cũng giống với các phương pháp chống lão hóa. Chăm sóc thân thể là một điều quan trọng, nhưng chăm sóc tinh thần còn quan trọng hơn thế nữa. Chính vì vậy, tôi thường chẳng làm những điều mình ghét, những điều mình không muốn làm, dù là trong công việc hay trong cuộc sống riêng cũng vậy. Ông là một bác sĩ nên có thể nói như vậy, nhưng những nhân viên văn phòng làm công ăn lương như tôi thì có những lúc dù là việc mình ghét nhưng vẫn phải làm đấy. Cũng từng có bệnh nhân nói như thế với tôi, nhưng thực sự có phải như vậy không? Nếu bạn làm tốt công việc đó và cho ra những kết quả đúng như yêu cầu, bạn sẽ được đánh giá cao và chắc chắn bạn có thể làm những điều mình thích. Còn nếu bạn không được đánh giá cao, lúc nào cũng bị ép làm những việc không muốn làm thì chuyển việc cũng là một cách cho bạn. Bản thân tôi ngay từ đầu cũng không đứng ở vị trí như ngày hôm nay. Tôi cũng tích lũy từ những kinh nghiệm nhỏ nhất trong bệnh viện ở trường đại học, thế nhưng ngay cả lúc ấy tôi cũng không làm những việc mình ghét. Thay vào đó, dù ai có nói gì chăng nữa thì tôi vẫn nỗ lực hết sức mình, nỗ lực hơn cả những người khác vì hạnh phúc của chính tôi, vì sự hài lòng cho chính bản thân mình. Đó là khi tôi 18 tuổi, khi còn đang đi học với mục tiêu tiến vào trường y. Có một lần tôi đang lơ đễnh nghe một chương trình radio. Một đấu sĩ sumo Yokozuna, có nghĩa là cấp bậc cao nhất của đấu sĩ sumo, đang nói về chuyện để trở thành một Yokozuna, bạn phải quật được bằng cả tay phải lẫn tay trái. Khi đó, tôi đã quyết định sẽ trở thành một bác sĩ ngoại khoa, và khi nghe được câu chuyện này, tôi đã quyết tâm để trở thành một bác sĩ ngoại khoa giỏi thì phải sử dụng được dao mổ, kéo bằng cả hai tay. Và từ đó, mỗi tối tôi đều luyện tập cắt theo đúng đường vẽ trên giấy, tập khâu, tập tiêm bằng cả hai tay cho tới lúc thành thạo. Và sau này, khi làm việc ở bệnh viện của Mỹ với vai trò là bác sĩ thực tập, với kinh nghiệm này, tôi đã được các bác sĩ ngoại khoa khác tán dương là bàn tay diệu kỳ. Ngoài ra, cho đến tận bây giờ, tôi vẫn giữ thói quen nghe băng từ tiếng Anh mỗi tối trước khi đi vào giấc ngủ. Ban đầu, tôi luyện tập như thế với mục đích để không quên những từ khó bình thường không dùng, nhưng cho đến nay, tôi vẫn duy trì nó trong suốt mấy chục năm là vì phát âm trong băng này rất hay và nghe nó khiến tôi cảm thấy thú vị. Dù là tập sáo hay đi chơi golf, đọc báo cáo y học mới hay công việc nghiên cứu mỗi ngày, tôi làm tất cả vì tôi thấy chúng thú vị. Chính vì vậy, dù là trong việc duy trì sức khỏe hay chống lão hóa, tôi không khuyên bạn làm nó nếu chỉ vì chính mục đích ấy. Phương pháp sống khỏe hay chống lão hóa đã có sẵn trong những việc bạn làm để sống phong phú hơn, để bạn tận hưởng cuộc sống cùng người mình yêu thương với một cơ thể khỏe mạnh. Dù bạn ăn cùng một loại thịt nhưng khi bạn vừa ăn vừa có ác cảm thực sự là không tốt cho dạ dày tí nào và khi bạn ăn với cảm giác ôi, ngon quá, thích quá thì tổn thương của miếng thịt ấy tới cơ thể cũng khác nhau rất nhiều. Tâm lực xuất phát từ sự yêu thương có sức mạnh vô cùng to lớn. Dù bạn có đang bị bệnh, dù bạn đang có rất nhiều biểu hiện lão hóa, nhưng nếu bạn thức tỉnh được tâm lực, duy trì những thói quen tốt cho cơ thể thì nhất định cơ thể của bạn sẽ được cải thiện. Tuy nhiên, giữ vững tinh thần cho bản thân không phải là việc đơn giản. Chỉ cần một vài lời nói, một vài việc nhỏ là có thể khiến tâm trạng của con người đi xuống. Thế nhưng, cũng giống như việc ăn uống cần phải giữ cân bằng trong cả một thời gian dài, đôi khi tâm trạng đi xuống cũng không sao cả. Bạn hãy nhớ kỹ những lúc bản thân tốt nhất, hạnh phúc nhất và vào những ngày vất vả, khó khăn của mình, bạn hãy tự hướng bản thân đến những điều tốt đẹp hơn, thỉnh thoảng cũng có những ngày như thế này mà. Nhưng ngày mai chắc chắn sẽ là một ngày tốt đẹp, mình thật hạnh phúc, mình sẽ không sao cả. Bắt đầu từ bây giờ cũng chưa muộn. Tôi hy vọng rằng các bạn sẽ ghi nhớ thật kỹ rằng chính yêu thương, lòng biết ơn, niềm hạnh phúc, sự vui vẻ mới nâng cao sức mạnh enzyme trong con người và các bạn có thể tận hưởng cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc với người mình yêu thương. Và từ tận đáy lòng mình, tôi mong rằng các bạn sẽ lấy lại được một cơ thể trẻ trung, khỏe mạnh và ngày càng sống tích cực hơn nữa. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video bổ ích tiếp theo. Trân trọng cảm ơn quý vị.